Dạ em xin chào cô chú anh chị. Dạ, bữa nay em cũng lên một ít món để giao lưu tới cô chú anh chị ha. Dạ. Sản phẩm đầu tiên, mã số 1 ha. Thì em cho ghép ba cái thủy tinh ha. Đây. Một cái ly đầu tiên bên tay trái rất là nặng ha. Nặng và dày lắm cô chú anh chị. Này của hãng bia Sapporo. Nặng nha. Nặng tay lắm. Chắc chắn. Rồi, cái thứ hai là cái ly kiểu uống rượu vang, nhưng mà cái đế nó làm rất là đẹp, đế nó để màu xanh ở chỗ này nó làm kiểu đẹp, giống như là ở đây là có cái hộp đây, hộp tròn nè, trên đây là màu trắng. Rồi cái thứ ba là một cái ly có hình hài của một cái đôi giày ủng, cái ly mà mang hình đôi giày. Cái ly này có đường kính là 7 cm, cao 13, cái này thì 6,5, 6,5, cao 12,5. Này, cái chiếc giày này thì nó cũng cao là 13,5. Cái chỗ phần dài ra này là 9,5 cm của chú anh chị ơi. Ba cái này bán 100k, mà số 1 ba cái 100k, quá rẻ luôn. Rồi mã số 2, một cây bình. Cái bình có chữ mà không biết là chữ gì. Đây đem đo cái bụng nó thử. Cái bụng của nó là khoảng 7,5 cm nha. Chỗ bụng to là 7,5 cm, chiều cao là 15 cm. Mã số 2 em bán 100k của chú anh chị. Lên mã số 3. Mã số 3 hai cái dĩa chung đẹp, cỡ chung, không nhỏ không lớn. Rồi đường kính của nó là 23 cm, cao là 4 cm. Cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 3 một cái 90k. Rồi em lên mã số 4 luôn, một cái tô. Đây, tô đơn. Tô cô đơn. Tô này đẹp ha cô chú anh chị. Rồi đường kính tô là 15,5 cm, cao là 8 cm. Em bán 80k ha, mã số 4 80k. Mã số 5. Mã số 5 là 12,5 cm, cao là 4,5 cm, một cái 30k của chú anh chị. Mã số 5 một cái 30k. Rồi mã số 6.
Số 6 bữa em lên hai cái đã bán, bây giờ còn ba cái em lên luôn. Lên tiếp ba cái khác luôn. Cho hàng khui mỗi ngày, khui một ít, lúc nào có thì bán lúc đó cô chú anh chị. Chứ em không có gom mà đợi nó hết lô rồi mình mới lên sản phẩm. Rồi cái chiều dài nó là 17,5, chiều ngang là 14, chỗ thấp nhất là 2 cm, chỗ cao nhất là 3,5 cm. Ba cái, một cái 40k cô chú anh chị. Mã số 7. Như cái này bữa có lên cái tô phải không ta? Phải không cậu? Nhớ có cái phần mây này nè. Rồi cái đĩa này là 24,5, cao là 3,5. Rồi em bán 100k heo mã số 7, một cái dĩa rất là đẹp. Mã số 8. Một cái thố tương đối đẹp. Tuy nhiên cái phần trên với phần dưới nó em không biết là nó có khác hay không nha. Màu thì ok nè, màu giống nè. Đó. Nhưng mà ở trên phần trên thì nắp này là kim loại nha. Nó là kim loại á. Chưa vệ sinh. Màu thì nó trùng màu cô chú anh chị, nhìn như là nó giống như một bộ luôn, chỉ khi người nào cầm lên mới biết thôi. Thì có sao em nói vậy, nó cầm mua về cái nói này nó trộn đồ vô nữa. Rồi đường kính của nó là 10 cm, cao 6 cm chưa tính nắp. Rồi bộ này em bán 80k nha. Mã số 9, một cái dĩa cô đơn. Rồi đường kính dĩa là 16 cm, cao 2 cm. Cái này em bán 30k hay cô chú anh chị. Mã số 9. Mã số 10. Cô đơn luôn. Rồi đường kính là 15,5, cao là 5 cm. Rồi mã số 10 của chú anh chị chốt giùm em 70k ha. Mã số 11 có 5 cái tô. Tô này đẹp rồi cô chú anh chị. Còn mới lắm, mới tinh. Rồi, đường kính của nó là 15,5, cao là 4,5.
Em bán một cái 45k, mã số 11. Mã số 12. Dĩa này theo phong cách Ý, của Ý. Rất là đẹp, mấy đồ của Ý nó phối màu đẹp ghê luôn. Rồi đường kính của nó là 23cm, cao 2,5cm. Cái này em bán 80k, mã 12. Mã 13, 3 cái này 50k thôi cô chú anh chị. Hai cái giống một cái khác ha, khác màu. Dĩa nhỏ. Dĩa này nhỏ có 11,5 ha cô chú anh chị. Rồi ba cái em bán 50k, mã 13. Rồi hàng sưu tầm luôn. Hàng sưu tầm. Này là cái gì không biết nữa. Đây. Nó có một cái đế bằng inox nè cô chú anh chị ha. Cái đế này bằng inox ha. Rồi cái này là thủy tinh. Để vô đây vậy nè. Một cái ly, một cái muỗng inox luôn, không biết đựng cà phê đựng gì không biết nữa. Một cái nắp có chừa một cái khe để lọt cái muỗng ha, rất là dễ thương. Rồi để qua một bên, em bán cái này combo 3 món. Cái này là đựng gì vậy ta, quay bằng inox luôn. Cái này nó có thiết kế khi mà cái quai mình nằm xuống thì cái miệng nó lại mở ra. À, mình đưa cái quai lên thì nó đóng lại. Cái này cao to hơn. Ồ. Có cái phần kim loại có một chỗ, một vài chỗ nó hơi rỉ nhẹ ha cô chú anh chị ha. Đây, nó hơi rỉ nhẹ. Về mình vệ sinh lại sạch sẽ là ok. Cái này thiết kế nắp đóng và có đồ gài luôn. Đó. Đây, mình đo kích thước cái bình này thử. Cái này 9,5cm. Cao là 10, tính luôn nắp là 17,5cm. Rồi cái hũ này thì đường kính là 8cm, cao là 7,5cm. Bên đây cái này cao 9cm, đường kính là 8cm. Ok cô chú anh chị, 1, 2, 3 cái ha. 3 cái này em bán 200k. 3 cái mã 10, mã số 14 em bán bộ này 3 cái 200k. Rồi tiếp lên mã 15 luôn. Mã 15 ba cái tô xứ Pháp. Tô xứ Pháp rất là mới của chú anh chị, hầu như chưa qua sử dụng luôn. Rồi đường kính tô là khoảng 17cm, cao là 3,5cm. Em bán một cái 35k. Mã 16. Đẹp quá.
Này, à, hồi chị Hương ở Bảo Lộc mà có xem clip này chắc chị Hương chốt này ạ. Rồi, chiều ngang của nó là 10-15 cm. Chiều dài là 27 cm. Nó cao là 4 cm. Cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã 16-70K. Mã 17, mã 17 hai cái. Rồi đường kính của nó là 11,5. Cao là 4,5 cô chú anh chị. Một cái 30K, em bán một cái 30K mã 17. Mã 18. Mã 18 một tô long phụng. Rồi đường kính tô là 19 cm, cao là 6,5 cm ha. Mã số 18 em bán 80K. Mã 19. Mã 19 hai cái dừa ấy rất là xinh. Rồi, đường kính của nó là 13,5. Cao 2 cm. Hai cái em bán 50K của chú chị. Mã 20. Rồi tính luôn hai cái đầu cầm của nó luôn ha. Chiều dài là 23. Chiều ngang là 14. Cao là 4 cm ha cô chú anh chị. Em bán một cái 60K. Rồi tiếp theo mã số 21. Cái tô khá là to, màu đen bóng. Đường kính của nó là 18 cm, cao là 8,5 cm. Em bán một cái 80K của chú anh chị. Số 22. Cái này đẹp nha, đẹp như mới luôn, bóng lưỡng luôn. Rồi ngang là 13 cm, dài là 21 cm, cao là 2,5 cm. Em bán cái này 60K mã 22. Và mã 22 cũng kết thúc clip của em hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi ha.